kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ sáu, ngày 5 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch tỉnh, xây dựng một tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh gắn với bảo vệ môi trường. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan góp phần kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế các huyện khu Nam của tỉnh. Cần nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp tập trung công tác kiểm tra giám sát như lĩnh vực đầu tư công, đầu tư ngoài nhà nước, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính, công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Về nội dung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 1.200 đảng viên và gần 560 tổ chức đảng, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 50 đảng viên và 11 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 18 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã mở rộng thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề trên nhiều lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ từ cơ sở. Các đại biểu tham luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục. Hội nghị nghe đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, quán triệt triển khai một số văn bản mới của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp phấn đấu thực hiện và hoàn thành 100% nội dung chương trình kiểm tra giám sát năm 2024. Tiếp nhận xử lý đơn thư kịp thời, đúng quy định, không để phát sinh các vụ việc nổi cộm phức tạp, hoàn thành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024. Góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra, đảm bảo số lượng, chất lượng, chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tích cực tham mưu cấp ủy cùng cấp, triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng. Tới đây chúng ta phải triển khai quy hoạch tỉnh, nghĩa là quyết định 489 của Thủ tướng Chính phủ. Thì những cái nội dung đó thì chúng ta cũng phải cụ thể hóa để gắn với cái nhiệm vụ của công tác kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, của tỉnh cũng như là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới. Thì đề nghị các đồng chí là ngành kiểm tra, các đồng chí chỉ đạo và cập nhật để chúng ta thực hiện chung trong cái này, làm sao là chúng ta là ban hành ra, đồng thời chúng ta phải kiểm tra giám sát để tổ chức thực hiện được hiệu quả. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 24, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 mà các đồng chí đã đề ra trong báo cáo. Đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có phần giữ vững đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ cương kỷ luật của Đảng, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng tới 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2024, sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ trao quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Tới dự có đồng chí Cù Thị Hậu, Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Một trong đại biểu là mẹ Việt Nam Anh Hùng và gia đình người cao tuổi có công với cách mạng trên địa bàn huyện đã được Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam trao tặng quà. Mỗi xuất quà là 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà hiện vật trị giá 200.000 đồng. Nhân dịp này, các đại biểu đã đến thăm các mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Sự ở thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá, Nguyễn Thị Gừng ở thôn Trịnh Mỹ, xã Ngô Quyền. Thay mặt đoàn, đồng chí Cù Thị Hậu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và tri ân sâu sắc những đóng góp hy sinh của các mẹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chúc các mẹ mạnh khỏe, trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng con cháu. Sáng nay, Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân huyện khóa 20 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
nhận tài liệu và thực hiện. 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn huyện tăng trên 12%, thu ngân sách huyện trên 1.000 tỷ đồng, bằng 86% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chi ngân sách gần 530 tỷ đồng, đạt trên 60% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao, giải ngân vốn đầu tư công trên 140 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch vốn. 6 tháng cuối năm, huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, tập trung thu hồi đất các công trình dự án trọng điểm của tỉnh và huyện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện miễn nhiệm và bầu mới một số chức danh thuộc thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế, trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, còn xác định quan điểm, mục tiêu nổi trội và xuyên suốt là trở thành một thành phố xanh, có nền kinh tế xanh. Đây là quan điểm phát triển toàn diện, hài hòa dựa trên 3 trụ cột, kinh tế, xã hội và môi trường. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị ngay từ bây giờ. Quan điểm của quy hoạch là phát triển kinh tế theo hướng hài hòa với tự nhiên, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, sẽ phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh thông minh dựa trên hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ. Mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển bền vững theo xu hướng chuyển đổi xanh, tầm nhìn đến năm 2050, Hưng Yên là thành phố xanh và đạt mức phát thải ròng bằng không. Trong cái định hướng quy hoạch phát triển của tỉnh, về cơ bản cũng đã đi theo hướng xanh hóa. Tỉnh chúng ta sẽ tiên phong trong câu chuyện là phát triển đô thị sinh thái, khu công nghiệp sinh thái, rồi nông nghiệp xanh. Và đây cũng là cái xu hướng rất quan trọng đối với Việt Nam chúng ta, đó là xanh hóa và số hóa phát triển bền vững. Theo đó, tỉnh Hưng Yên sẽ chuyển đổi phát triển công nghiệp từ nâu sang xanh, tập trung thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng sạch, phát thải carbon thấp, hình thành các khu đô thị sinh thái, đô thị xanh, đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng sinh thái, gần gũi với thiên nhiên, phát triển nông nghiệp tuần hoàn hữu cơ sinh thái hiện đại bền vững. Nhiều mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ giải pháp được đặt ra để đạt được yếu tố xanh trong phát triển. Tuy nhiên, có những thách thức không nhỏ để Hưng Yên đạt được mục tiêu trở thành thành phố xanh có nền kinh tế xanh. Phải nhận diện được là những cái giá trị văn hóa nó đã tương xứng với lại cái đòi hỏi là phát triển xanh chứ. Xanh là cao lắm đấy. Phải làm sao mà xoay chuyển được, phải đưa ra một cái nhận thức mới cho người dân Hưng Yên. Và muốn làm như vậy thì phải đưa ra quy chuẩn, quy chế nhưng mà có cái tính gọi là khuyến khích, có cái tính cạnh tranh ở đây. Muốn văn hóa lên cao là phải đưa cái tinh thần cạnh tranh vào. Mà đua tranh thế giới, đua tranh toàn cầu. Mà tôi lại vẫn nhắc lại cái cách tiếp cận của Hưng Yên là cái khuynh hướng cạnh tranh đua tranh toàn cầu như thế nó đi trình rõ rồi. Những cái hạt nhân giống như Ospark ấy, giống như Ecopark là rất hay. Thì đấy là xanh đấy. Có nhiều thách thức được đặt ra, nhưng với tư duy tầm nhìn đột phá cùng các lợi thế nổi trội cũng như nền tảng sẵn có, Hưng Yên sẽ quyết tâm cao độ để trở thành nơi đáng sống của vùng đồng bằng sông Hồng, có sự phát triển bền vững. Hiện chỉ số xanh cấp tỉnh của Hưng Yên đang ở top đầu cả nước với vị trí thứ tư. Chuyển đổi xanh, thực hành xanh đang được chính quyền, nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh chung tay thực hiện và là tiền đề để xây dựng một Hưng Yên xanh. Đường Tân Phúc Võng Phan là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh với tổng chiều dài hơn 29 km, số vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đây là dự án có khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn, đòi hỏi các sở ban ngành địa phương cùng nhà thầu tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo khối lượng theo kế hoạch. Công ty cổ phần Lizen phụ trách thi công đoạn đường dài 12 km. Để đảm bảo tiến độ công trình, ngay từ khi ký hợp đồng, công ty đã huy động khoảng 160 công nhân, bố trí khoảng 90 xe thiết bị, máy móc và vật tư đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Hiện nay có 9 mũi thi công ở cả tuyến chính và tuyến nhánh. Trong đó, 5 mũi thi công nền đường, 4 mũi xây dựng công trình trên tuyến. Khối lượng vật liệu mỗi ngày di chuyển vào các mũi thi công lên đến hàng nghìn tấn. Để đảm bảo tiến độ thi công, công ty đã chủ động liên kết các đơn vị cung ứng đảm bảo nguồn nguyên vật liệu. Ngay từ lúc mà bắt đầu dự án thì chúng tôi đã ký kết với các cái mỏ
vật tư vật liệu. Có những thời điểm mà thuận lợi thì chúng tôi tập kết một khối lượng lớn để dự trù cho những thời gian khó khăn trên công trường, với quan điểm là vượt nắng thắng mưa, tận dụng những thời tiết mà những ngày nắng thì chúng tôi thi công 3K 4 kíp để mà bù lại những tiến độ ngày mưa. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan có hợp đồng thi công 720 ngày. Thời điểm hiện tại đang là giai đoạn thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nguy cơ mưa lũ. Bên cạnh đó, những khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng, khối lượng công việc lớn, thời gian thi công ngắn đòi hỏi các đơn vị thi công phải có những phương án kế hoạch khắc phục, đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Hiện tại nhà thầu chúng tôi là đang tập trung thi công khoảng 80-90% những vị trí mà đang có mặt bằng rồi. Hiện tại tôi đang thi công là theo dạng cuốn chiếu, là làm đâu là gọn đấy, tận dụng những hôm thời tiết thuận lợi, động viên anh em công nhân cán bộ kỹ thuật 3K 4 kíp để đáp ứng thời gian thi công gấp rút của dự án. Xác định đường Tân Phúc Võng Phan có nghĩa quan trọng, là bước đột phá quan trọng tạo tiền đề để phát triển các huyện khu vực phía Nam tỉnh. Bên cạnh sự nỗ lực của các nhà thầu, sự phối hợp và cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, còn có sự ủng hộ đồng lòng của quần chúng nhân dân. Hồi tháng 5 năm 2024, các địa phương đã thu hồi, bàn giao cho chủ đầu tư gần 154 hectare, đạt gần 90% diện tích, giải phóng mặt bằng, di chuyển khoảng 40% số ngôi mộ nằm trên tuyến. Hiện các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di chuyển mồ mả, nghĩa trang, các khu tập kết xác để có mặt bằng sạch. Cơ bản là các hộ đã nhận đủ tiền và đã bàn giao cái mặt bằng để đơn vị thi công tổ chức thực hiện thi công cái tuyến đường này. Còn một số các cái ngôi mộ thì tới đây theo cái kế hoạch của huyện chúng sẽ vận động nhân dân thì chuyển nốt cái số này ra là bàn giao 100%. Khi mà đơn vị thi công về thì là đất cát bụi bặm nào là ồn, nhưng mà chúng tôi cũng bảo ban nhau là khắc phục mọi khó khăn để cho anh em công nhân làm nhanh chóng hoàn thành, mà người dân đi lại nó cũng thuận tiện, doanh nghiệp về bà con sẽ có công ăn việc làm. Dự án đường Tân Phúc Võng Phan là tuyến giao thông trọng điểm của tỉnh, không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của các huyện phía Đông Nam mà còn có ý nghĩa quan trọng trong hành trình xây dựng Hưng Yên văn minh, giàu đẹp hơn. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành thuộc dự án đường vành đai 4 đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được khởi công từ tháng 11 năm 2023. Qua 8 tháng triển khai, nhà thầu Lizen đã huy động tối đa nhân lực, máy móc tập trung thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Hiện nhà thầu vẫn đang duy trì 8 mũi thi công các hạng mục đường cầu và xử lý đất yếu. Đơn vị đang đáp ứng tốt tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Để đạt được tiến độ đề ra, đơn vị huy động gần 100 máy móc cùng với trên 200 cán bộ công nhân thi công 3 ca liên tục mỗi ngày. Đến nay đã thi công đào đền được 10,5 trên 11 km, đắp cát được 420.000 trên 700.000 mét khối, bấc thấm thi công được 300.000 trên 450.000 mét dài, cọc cát thi công được 25.000 trên 51.000 mét dài. Thi công xong phần cọc của cầu sông Đồng Quê, tổng giá trị hoàn thành khoảng 140 trên 1.253 tỷ đồng, đạt hơn 11%. Lũy kế giải ngân dự án thành phần 2.2 đến nay được gần 427 trên 1.504 tỷ đồng, đạt hơn 28%. Cùng với sự nỗ lực của nhà thầu thi công, các sở ngành địa phương ở tỉnh Hưng Yên đang tập trung di rời hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường điện, xây dựng các khu tái định cư để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ dự án đã đề ra. Ngày 4 tháng 7, Công an huyện Yên Mỹ ra mắt mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho người dân và các tổ chức. Đây là đầu mối duy nhất tại Công an huyện của Hưng Yên thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, hướng dẫn công dân đến liên hệ những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định, bao gồm phòng tiếp dân với đầy đủ bàn, điều hòa, ghế ngồi, nước uống, bút viết và camera giám sát, thường xuyên bố trí 6 cán bộ trực và tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như quản lý hành chính về trật tự xã hội, giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, đều ghi rõ chức danh cán bộ khu vực công dân ngồi chờ, trang bị nhiều tờ rơi, bảng hướng dẫn, các biểu mẫu, điền thông tin mẫu có mạng internet, niêm yết công khai các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết, các nội dung tiếp nhận phản ánh của nhân dân và các quy định về thu phí, lệ phí.
Việc đưa vào hoạt động bộ phận một cửa vừa nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, tăng tính công khai minh bạch, tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các sở ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã phát hiện hơn 440 vụ, giảm hơn 60 vụ so với 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, khởi tố điều tra 35 vụ, 41 bị can, số vụ xử lý vi phạm hành chính 410 vụ, gồm 84 vụ vi phạm về hàng cấm, hàng nhập lậu, 372 vụ vi phạm về gian lận thương mại và 10 vụ vi phạm về hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng. Qua đánh giá hoạt động buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ và có diễn biến phức tạp. Về lĩnh vực sản xuất buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, nhóm mặt hàng bị phát hiện làm giả nhiều nhất phải kể đến phụ kiện thời trang như quần áo, giày dép, ví, túi sách, kính mắt, hóa mỹ phẩm, làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã xử lý hành chính 10 vụ vi phạm về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhóm hàng hóa, phạt tiền 117 triệu đồng. Thưa quý vị, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thường xuyên có hàng trăm nhà cho thuê trọ với hàng nghìn người đến thuê ở trọ. Thế nhưng, các chủ nhà trọ và người thuê vẫn rất thờ ơ với công tác phòng chống cháy nổ. Dù biết rõ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mà khi đã xảy ra thì hậu quả là rất khôn lường. Đây là căn phòng mà gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Huyền thuê trọ từ năm 2016. Mọi sinh hoạt của 4 người đều gói gọn trong vài chục mét vuông. Nhìn vào cách sinh hoạt này cũng đủ thấy cháy có thể xảy ra bất kể lúc nào. Cháu ở gia đình còn nấu ăn đây không? Cháu có cái ga, tủ lạnh, tivi. Cho cháu thì cái phòng cháy chữa cháy thì khả năng xảy ra rất là cao. Có thể do ví dụ như là mình quên không tắt bếp này, hoặc là những cái gì mà dễ cháy nổ, mình để gần như là tờ giấy hoặc cái gì đó, hoặc là trẻ con chưa nhận thức được ấy, các cháu nghịch ấy, thì các cháu có thể bật lên. Phường Bần Yên Nhân là một trong những địa phương có nhiều nhà trọ nhất ở Mỹ Hào, tập trung chủ yếu ở tổ dân phố Văn Đuế. Với hơn 100 nhà trọ, khoảng 1.000 người trọ, trong một ngõ nhỏ này có tới 5 nhà cho thuê với hàng trăm người trọ. Điểm chung của các nhà trọ này đều xây 3 tầng. Bên trong các căn phòng trọ đều được xây dựng khép kín, có đầy đủ tiện nghi như điều hòa, nóng lạnh, thậm chí là nấu ăn bằng bếp ga ngay trong phòng trọ. Nhưng thiết bị phòng chống cháy nổ rất đơn giản, chỉ là một vài bình chữa cháy. Điều đáng ngại là các chủ nhà trọ đều nhận thức chưa đầy đủ về cháy nổ, đặc biệt là nguồn gây ra cháy. Phòng cháy của nhà là gồm có thang dây và bình chữa cháy. Nói chung là tất cả các khu phòng khép kín thì đều phải nấu ăn trong nhà, thì đó là điều rõ ràng rồi. Đường điện em sẽ thiết kế các cái át là rất là hiện đại. Thì bây giờ nhà trọ thì cũng chỉ có đến mức thiết kế như thế thì cũng chả có cái kiểu gì hơn được. Nhà tôi thì chắc an toàn thôi, vì các cháu nó không có xài gì cả, chỉ tối chúng nó về nó xài tí thôi. Điện đóm cho tôi làm đàng hoàng, sạch sẽ, ngọn ngào mà. Trên tầng 3 gần nó 7 cái máy điều hòa, tầng 2 này 2 cái. Thế thôi. Chứ còn mấy cái đèn này thì mấy khi nó chập chạp thì đèn điện cho tôi điện chìm hết. Nhà tôi thì có nuôi gà nhưng mà mãi dưới kìa. Tương tự như vậy, trên địa bàn phường Phùng Chí Kiên có 40 nhà trọ. Cơ bản các phòng trọ đều được bố trí khép kín, nấu ăn tại phòng. Có lẽ do chưa từng xảy ra cháy nên các chủ nhà trọ đều rất chủ quan. Minh chứng là bình chữa cháy cũng không để đúng chỗ mà đến khi xuất hiện của cơ quan chức năng mới mang ra. Cái bình phòng cháy này thì mua được độ khoảng 3-4 năm rồi. Hệ thống báo cháy tự động thì mình thấy nó không phù hợp cho nên là mình không dùng. Tại vì ở đây nó là phòng nhỏ lẻ. Thứ hai nữa là các cháu là nó cũng ít khi ra ngoài này nó sử dụng những cái coi như thế là để cháy nổ cho nên là cũng không cần dùng. Vấn đề phòng cháy chữa cháy ở các khu nhà trọ vẫn chưa được coi trọng. Nhận thức về nguy cơ cháy nổ của các chủ nhà trọ còn đơn giản, dẫn đến rất chủ quan. Rất mong các địa phương có cư dân đến trọ tăng cường tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và chủ nhà trọ. Cùng với đó, biện pháp mạnh theo phân cấp quản lý về lĩnh vực này để các nhà trọ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.